Điều này chào mấy bác nha. Mấy bác tin không? Khi mà khách cần một cái nòng này, bộ nòng bạc bê tông này này là 500-600 nghìn một bộ này này, nó không rẻ đâu. Của G2K này đắt lắm nghe mấy bác nha. Nói trước với luôn để mấy bác biết là rất là đắt. Con G2K này mấy bác không tin, mấy bác cứ hỏi điện, hỏi phụ tùng coi. Khi mà mấy bác cần, mấy bác hỏi thợ nha. Ý em nói hỏi thợ, họ chặt ra họ phải tính mấy bác phải 400-500-600 một bộ nòng bạc bê tông này này. Đấy. Đó, có nghĩa là như thế này ơi. Mà bây giờ em bán hết cả như thế này luôn, 250 không bao ship. Mấy bác coi như này để mấy bác mới biết là nó rẻ. Cột lửa này em mua của Trung Tính, em vừa ráp vô luôn này. Nhưng mà em nghĩ máy em không dựng lên, em không dựng, hoàn toàn dựng được nha, dựng ngon luôn. Nhưng mà nó vô nước nên là em không dựng lên. Thì hoàn toàn dựng được hết, em cam kết với mấy bác là mấy bác dựng được máy. Đó, nhưng mà em nghĩ mấy bác nên lấy phụ tùng thì hay hơn. Gen này còn rất là nhẹ nhàng này, nhẹ lắm, không có xào không xè gì đâu. Rồi bít tông này đẹp này, đẹp ghê lắm. Đấy, không phải đơn giản đâu, chưa có một dấu tích gì luôn á. Bít tông này đấy, thấy chưa? Rồi nòng này, mấy bác nhìn cái nòng này dã man không, còn rất là đẹp. Đấy, thấy chưa? Đây em thử bạc luôn cho mấy bác, bạc rin luôn nha, nó chưa mòn luôn, ghê lắm. Em bán đủ đồ thì nó thiếu cất dịch. Em dựng máy lên thì nhiều khi nó không hay. Em để mấy bác lấy phụ tùng thì em bán lấy tiền cuộn lửa thôi. Mấy bác nhắm được thì chơi chơi thôi. Đây, bạc này, khít lịch bạc rin nó nha. Mấy bác nhìn bộ bạc này, nó còn chưa có một cái dấu hở gì luôn này. Đấy, thì nha. Bạc rin luôn á. Đủ một bộ bạc nha, hai cái bạc này. Đấy, rồi. Thì cuộn lửa này là 150 này, cục ICTF này 30, thấy không? Thì em tính mấy bác nghe em bán rất là rẻ thôi, nó không cao đâu. Mấy bác mà đang cần phụ tùng G2K thì hãng nên mua. Nói nốt, dựng máy hoàn toàn dựng được, dựng được hoàn toàn luôn. Mấy bác về chỉ cần đóng hai ổ bi ra thay thôi là dựng lên được con máy. Nhưng mà em không dựng, bởi vì em không muốn dựng vậy thôi. Đây, đóng ổ bi này ra thay này, đóng ổ pin này bên đây. Em mở ra em thấy này em không làm nữa, bởi vì máy mà làm như này mình cũng không muốn làm. Thà mấy bác về lấy cái nòng bạc bê tông, hoặc mấy bác hoàn toàn dựng máy lên êm ru luôn, bao vậy luôn, bởi vì trên này nó chưa có xè hay xào gì cả là ngon. Rồi thì nguyên com lê này, cả lửa của Trung Tính này, cuộn lửa này 150 nha, thì em bán cho mấy bác hết như thế này luôn, thấy không? Bộ côn thì nó bị tụt cái ắc rồi, thì bộ côn này thì mình cũng đừng có tính gì vô đó. Đó, em bán như thế này không có cái gì nữa đâu nha. Như thế này đó, mấy bác nhìn kỹ này, răng của nó rách rồi. Thì tiện làm em làm, nhưng mà thôi em không dựng lên nữa, răng đây còn luôn này. Đấy, nòng rin của Komatsu này, viên nót Komatsu thì 250 không bao ship. Đó, bác là chơi được thì chơi, đủ đồ nha. Gen là còn ngon, gen còn cực ngon luôn. Đấy, và nòng bạc ngon. Đó, cuộn lửa này không là danh giá nhất thì bán cho mấy bác luôn. Rồi, vậy đi, em khỏi làm. 250 không bao ship. Hết đống đây.